Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Tiên Nghịch tập 24. Ở cuối tập trước, sau khi 3 ngày sau, toàn thân Vương Lâm ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt thần thờ đi ra khỏi động. Phía sau hắn, Chu Bằng ngơ ngác đi theo. Chu Bằng, ngươi trở lại Huyền Đạo Tông, theo những lời ta nói mà làm. Nhớ âm thầm giết tất cả những người bất lợi đối với ta và bảo vệ cha mẹ ta thật tốt. Thanh âm Vương Lâm lạnh lẽo, ẩn chứa một chút tanh máu. Chu Bằng cũng kính gật đầu, thân thể hắn vụt lên, phi về hướng Hằng Nhạc Phong. Vương Lâm nhìn theo bóng lưng Chu Bằng, một lúc sau, chợt nói, Tư Đồ tiền bối, thực ra khôi lỗi thuật không cần bước đầu tiên phải không? Tư Đồ Nam ngẩn người vội nói, ai nói không cần, nếu không có bước đầu tiên thì làm sao có thể tiến hành bước thứ hai? Sau khi, Vương Lâm tự mình động thủ chế tạo khôi lỗi, cảm giác được có chút gì đó không bình thường. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng nói nhiều mà hỏi. Phác Nam Tử có thể phát hiện ra sự khác thường của Chu Bằng hay không? Tư Đồ Nam do dự một chút, nói. Theo lý mà nói thì khi ngươi chế tạo khôi lỗi lại có thêm một chút tinh hoa Nguyên Anh của ta. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng nếu cao thủ Nguyên Anh kỳ không quan sát cẩn thận thì cũng khó mà phát hiện được. Mà Phác Nam Tử bế quan nhiều năm có thể biết được cũng không nhiều lắm. Vương Lâm trầm ngâm một chút, thân thể thoáng động hóa thành một đạo cầu vồng, trong nháy mắt đã biến mất. Không mất bao nhiêu thời gian, đã xuất hiện ở Sơn Thôn. Hắn đi thẳng về nhà của mình. Chưa tới cửa, Vương Lâm liền nghe thấy thanh âm quen thuộc vọng ra. Tên danh con, thợ mộc như ngươi đúng là phí phạm. Ngươi nhìn mà xem đã làm ra cái gì thế này. Đúng là, không bằng được một nửa tiểu tử nhà ta. Sư phụ, Thiết Trụ Ca là tiên nhân, làm sao con có thể so được. Có thể bằng được một nửa là đã thỏa mãn lắm rồi. Vương Lâm nghe đến đó ngẩn người, thần thức đảo qua một cái liền nở nụ cười. Giọng nói quen thuộc với hắn đúng là của một người bạn vẫn chơi đùa trong thôn. Người đó vẫn thường xuyên quấn quýt với Vương Lâm, muốn cha hắn dạy cho nghề thợ mộc. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn bóng lưng già nua trước mắt, Vương Lâm nhỏ giọng nói, cha, Thiết Trụ đã về. Bờ vai già nua khẽ run lên, cái đồ làm mộc trong tay khẽ rơi xuống đất. Quay người lại, sững sờ nhìn người thanh niên 21 tuổi trước mắt còn vương lại một chút nét thơ ngây vẫn in sâu trong lòng. Thiết Trụ, cha Vương Lâm dùng hai tay dụi dụi đôi mắt. Những giọt lệ long lanh khẽ tràn xuống khuôn mặt. Vương Lâm bước lên ôm cổ phụ thân, lau đi những giọt nước mắt. Nhìn những vết nhăn trên trán, hắn lui lại vài bước, quỳ xuống, nói, cha, Thiết Trụ bất hiếu, 5 năm không về. Là Thiết Trụ, bà nó ơi, con của chúng ta đã về. Phụ thân Thiết Trụ mừng rỡ nâng Vương Lâm đứng lên. Ngắm bên phải bên trái hắn rồi mở miệng mỉm cười. Thiết Trụ, con cao lên bằng cha rồi đấy, nhìn cũng khỏe mạnh lắm. Được rồi, đó mới chính là con ta. Phụ thân Thiết Trụ vui vẻ nói. Lúc này, một phụ nhân có nét mặt già nua, từ trong phòng bước ra, ngơ ngác nhìn Vương Lâm mà chảy nước mắt. Vương Lâm tiến đến quỳ gối trước mặt phụ nhân, thấp giọng nói. Thiết Trụ về thăm mẹ đây. Ngươi làm sao lại nhẫn tâm, 5 năm không trở về nhà lấy một lần. Trong lòng ngươi rốt cuộc là có cha mẹ hay không? 5 năm nay, lúc nào ta và cha ngươi cũng nhắc đến ngươi. Vừa nói, mẹ hắn vừa ôm lấy Thiết Trụ mà khóc. Đúng là đàn bà. Con nó là tiên nhân hiển nhiên phải lấy đại sự làm trọng. Bà xem bà như vậy còn ra cái thể thống gì nữa. Để cho người ta thấy người ta cười cho. Tiểu Lục, ngươi về đi. Mấy ngày nữa không phải đến đây. Chờ bao giờ Thiết Trụ đi ta sẽ gọi ngươi. Cha Thiết Trụ trừng mắt nhìn vợ mình một cái rồi xoay người nói với gã họ Đồ. Tiểu Lục mặt mày hớn hở, vội vàng đồng ý. Ánh mắt hắn hâm mộ nhìn Vương Lâm. Hôm đó, mẹ Vương Lâm chuẩn bị một bàn đầy thức ăn. Tất cả đều là thứ mà trước đây hắn thích. Cả nhà quây quần bên mâm cơm nói về những chuyện xảy ra trong 5 năm. Mấy năm nay, Vương Lâm đã không ăn đồ ăn của nhân gian, nhưng vẫn cảm thấy ngon miệng với những thứ mà mẹ tự tay làm. Trong lúc nói chuyện, cha mẹ hắn hỏi thời gian qua, Hằng Nhạc Phái có chuyện gì xảy ra hay không. Vương Lâm do dự một chút rồi nói dối Hằng Nhạc Phái chuyển địa điểm, sau này mình cũng không thể thường xuyên về nhà. Cha mẹ hắn thấy vậy cũng không hỏi nhiều. Chỉ dặn hắn chú ý sức khỏe. 5 năm vừa qua, trong nhà có rất nhiều thay đổi. Nhờ có tứ thúc giúp đỡ, cha hắn đã lấy lại được phần gia sản thuộc về mình. Từ đó mà cuộc sống cũng đỡ vất vả. Bây giờ, cha hắn cũng không còn điêu khắc gỗ nữa mà thu mấy tên đệ tử để dạy kỹ thuật của mình. Tiểu Lục chính là một trong những tên đệ tử thông minh nhất. Cơ bản hắn đã học được khoảng chừng 6 phần kiến thức. Vương Lâm nghe thấy vậy, cười nói. Vừa rồi con nhìn Tiểu Lục điêu khắc rất đẹp mà. Sao cha lại nói là không được? Cha Vương Lâm hừ một tiếng, nói, kém xa lắc.
những người này không có một người nào có thể so được với ngươi. Lúc ngươi mới 8 tuổi, ta đã dạy ngươi điêu khắc gỗ, khi đó còn tốt hơn bọn chúng rất nhiều. Mẹ Thiết Trụ trìu mến nhìn con trai mình, nói tiếp. Đúng thế, Thiết Trụ của chúng ta từ nhỏ đã thông minh hơn người. Mẹ nói con nghe, mấy năm nay có không ít bà mối tới đây. Mẹ nghe nói tiên nhân cũng có thể lập gia thất. Nếu con đã về thì đừng di vội, tốt nhất là cưới cho mẹ một đứa con dâu. Vương Lâm ngẩn người, cười khổ, nói. Mẹ, con mới có bằng này tuổi, mẹ đừng bận tâm tới việc đó. Danh con, bằng tuổi người trong thôn, con người ta đã chạy khắp nơi rồi đây. Mẹ Thiết Trụ tức giận, trừng mắt nhìn Vương Lâm. Vương Lâm sờ mũi, nói. Mẹ, đây là một việc quan trọng. Chờ mấy năm nữa, con sẽ dẫn về cho mẹ một người có được không? Cha Thiết Trụ thấy bà vợ còn định nói tiếp, vội ho một tiếng, nói. Mẹ nó kìa, con chúng ta là tiên nhân làm sao có thể tìm một người vợ là người bình thường được. Ý của Thiết Trụ là tìm một người con dâu là tiên nhân về, hiểu chưa? Mẹ Thiết Trụ im lặng, thầm nghĩ. Tiên nhân thì có gì tốt? Là tiên nhân thì 5 năm chẳng thấy về nhà một lần. Nếu ta có một đứa con dâu là tiên nhân thì có khi 10 năm cũng chẳng thấy mặt chúng. Vương Lâm cười khổ, vừa định mở miệng nói chuyện, mẹ hắn liền trừng mắt nói. Được rồi, nghe lời cha ngươi, tiểu tử ngươi có lẽ không thích thiếu nữ trong thôn. Để mẹ xem, cuối cùng con có thể đem được cái dạng gì về. Vương Lâm thấy mẹ tức giận vội cười nói. Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ dẫn về cho mẹ một cô vợ thật tốt. Cơm nước xong, cha mẹ Vương Lâm tiếp tục hỏi chuyện hắn, mãi tới tận khuya mới đi ngủ. Nằm trên giường, trong căn phòng nhỏ của chính mình, với tu vi bây giờ, Vương Lâm chẳng hề thấy buồn ngủ. Hắn ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, tay phải lấy ra một cái hồ lô, uống một hớp to. Muốn đột phá ngưng khí kỳ, đạt tới trúc cơ đòi hỏi linh khí quá nhiều. Có lẽ phải bắt tay vào chuẩn bị sớm một chút. Vương Lâm thì thào nói. Đúng thế, tiểu tử. Lúc nào thì ngươi định đi tìm tài liệu mang mộc thuộc tính để hoàn thiện nghịch thiên châu? Tư Đồ Nam hỏi. Trước tiên cần tìm một nơi gần đây để bế quan, tranh thủ tu luyện tới trúc cơ kỳ. Đồng thời theo dõi xem Chu Bằng thế nào. Nếu tất cả mọi chuyện bình thường thì chúng ta rời khỏi đây. Vương Lâm trầm ngâm một chút, nói. Một đêm trôi qua, mấy ngày tiếp theo, Vương Lâm vẫn làm bạn bên cạnh cha mẹ. Sau khi ở nhà được nửa tháng, Vương Lâm cáo biệt cha mẹ, hóa thành đạo cầu vồng biến mất nơi chân trời. Lần này ra đi, trong lòng Vương Lâm có chút buồn bã. Hắn cũng không biết bao nhiêu năm nữa mới có thể trở về, có khi cả đời. Vốn chỗ thường dùng để bế quan là những cái động nơi vách núi, nhưng Vương Lâm nghĩ kỹ rồi bỏ qua những chỗ như vậy. Hắn tu luyện khác với mọi người nên phải có nguồn nước. Nếu không cho dù là nơi có động thiên phúc địa hắn cũng không lựa chọn. Quan trọng nhất là nơi này quá gần Hằng Nhạc Phong nên rất nguy hiểm. Vương Lâm tìm kiếm khắp xung quanh, cuối cùng đến một ngọn núi chọc, tìm được một cái động. Bên trong có nước, xung quanh lại có nhiều phân thú, chứng tỏ dã thú thường xuyên tới đây. Sau khi kiểm tra bên trong động một cách kỹ càng, xác định không có gì khác, hắn liền lập tức dùng dẫn lực thuật điều khiển một số hòn đá phá hỏng cửa động. Từ đó, trong động hoàn toàn bị phong bế, Vương Lâm bắt đầu bế quan tu luyện lần thứ hai. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã trải qua 4 năm những người trong Hằng Nhạc phái trên Tượng Xà Sơn từ từ lãng quên Vương Lâm. Tất cả đều nghĩ hắn đã chết ở bên ngoài. Ngay cả Lưu Văn và lão phụ nhân họ Vương cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Cao hứng nhất chính là Lữ Tung, hắn gần như trở thành đại sư huynh của đám đệ tử nội môn trong môn phái. Còn về đám người Hoàng Long chân nhân do không tiếp xúc với Vương Lâm, nhiều lắm, chỉ sau khi hắn hiển lộ thực lực mới để ý tới. Vì vậy sau 4 năm không thấy hắn quay trở lại, bọn họ cũng dần quên lãng. Một năm đầu tiên khi bế quan, Vương Lâm vẫn thường xuyên liên lạc với Chu Bằng, biết được đám cao thủ từ trúc cơ kỳ của Huyền Đạo Tông bế quan sau núi, không đi ra ngoài. Vì vậy mà sự khác lạ của Chu Bằng cũng không có người nào phát hiện. Hơn nữa, hắn có thân phận là đại đệ tử nên trong đám đệ tử của Huyền Đạo Tông không có người nào dám chọc. Điều này càng khiến cho hắn dễ dàng dò xét. Sau khi Chu Bằng âm thầm giải quyết mấy tên đệ tử có liên quan tới Hằng Nhạc phái, chuyện liên quan đến Vương Lâm cũng dần bị mọi người lãng quên. Bên ngoài cái động mà Vương Lâm bế quan, vốn ban đầu chỉ có vài hòn đá nhưng lúc này đã mọc đầy cây cối. Cho dù lại gần cũng khó có thể phát hiện ra được. 4 năm qua, nơi này đã trở thành vị trí cho dã thú tụ tập. Cũng có một số loại dị thú quý hiếm thường xuyên quanh quẩn ở đây mà hấp nạp. Đúng vào hôm nay, trên bầu trời chợt xuất hiện hai đạo cầu vòng. Chỉ thấy hai nam một nữ, điều khiển kiếm quang, bay tới nơi này. Người đi đầu là một trung niên mặc hắc y. Ánh mắt hắn sắc lóe lên như điện, thân thể đứng giữa không trung, phát tán hơi thở ra xung quanh, giống hệt như một vị tiên.
Dưới chân hắn có một thanh tiểu kiếm màu xanh biếc, trên mũi kiếm lóe ra hàn quang lạnh người. Tam sư huynh, lần này ngươi phải giúp ta chọn một ít tinh thú có linh tính đấy. Tháng sau là bắt đầu tranh đoạt một suất tiến vào sau núi tỷ thí rồi. Nếu ta có tinh thú làm kiếm linh thì nhất định sẽ chiến thắng. Bên cạnh người trung niên có một nữ tử dung mạo xinh xắn, hai hàm răng trắng, thanh âm giống như tiếng chim hót, vô cùng êm tai. Nếu Vương Lâm nhìn thấy người con gái đó chắc chắn sẽ cảm thấy quen mắt. Nàng đúng là cô gái họ từ hơn 4 năm trước đã thầm mến Vương Trác. 4 năm trôi qua, từ một thiếu nữ ngây thơ đã trở thành một người con gái xinh xắn, đôi mắt đẹp lại càng thêm mê người. Ánh mắt trung niên nhân có chút hoảng hốt, một lúc sau mới định thần lại, vội gật đầu, nói: "Sư muội, ngươi cố gắng có thể vào được sau núi. Lần này ta giúp ngươi bắt tinh thú xong cũng phải bế quan tiềm tu một thời gian." Đứng bên cạnh nữ tử là một thiếu niên khoảng chừng 8-9 tuổi, đang ôm chặt lấy nữ tử, khuôn mặt trắng bệch, la lớn: "Sư huynh, sư tỷ, các người bay nhanh quá, hai mắt ta không mở ra được đây này, nếu tới rồi thì xuống nhanh lên." Nữ tử họ Từ nhoẻn miệng cười, nói: "Tiểu sư đệ, đáng nhẽ ngươi không nên đi theo. Đã nói tu vi của ngươi chưa đủ mà ngươi không tin. Mới có tốc độ như vậy mà ngươi đã không chịu được." Trung niên nhân quay đầu lại, liếc mắt nhìn hai người một cái rồi trầm giọng nói: "Tiểu sư đệ, mặc dù ngươi có tư chất tuyệt hảo nhưng một chút như thế đã không chịu được thì làm thế nào có thể tu tiên được đây?" Thiếu niên hiển nhiên rất sợ người trung niên, ngoan ngoãn nói: "Tam sư huynh, ta biết mình sai rồi." Nữ tử họ Từ điểm vào trán thiếu niên một cái, cười nói: "Tiểu sư đệ, ngươi chờ một lát là xong, chúng ta bắt tinh thú xong liền trở về môn phái." Thiếu niên vội vàng gật đầu, nhỏ giọng nói: "Sư tỷ, ngươi là nhân vật thiên tài của Huyền Đạo Tông chúng ta. Mới chỉ 4 năm đã từ tầng thứ 4 đạt tới tầng thứ 7 của ngưng khí kỳ. Lần này bắt được tinh thú làm kiếm linh chắc chắn sẽ trở thành cao thủ trong môn phái. Sau này, Lý Sơn đến bắt nạt ta, ngươi giúp ta đấy nhé." Nữ tử lắc đầu, cười khổ, nói: "Nếu nói thiên tài thì phải nhắc tới Phong sư huynh. Tu vi của hắn rồi sẽ vượt qua đại sư huynh, sắp đột phá tầng 13 rồi. Còn có Liễu Mi sư tỷ, nghe nói cũng đạt tới tầng thứ 12. Bọn họ đều là những đệ tử nòng cốt của Huyền Đạo Tông nên có được tư cách tiến vào sau núi. Còn ta thì khác, ta xuất thân từ Hằng Nhạc phái, vì vậy phải tham gia tranh đoạt một suất mới có hy vọng." Trung niên nhân đứng bên hừ một tiếng, bất mãn nói: "Liễu Phong tiểu tử nếu không nhờ tiến vào sau núi thì làm gì mà tu luyện nhanh như vậy? Năm đó lão tổ phát hiện được phía sau núi của Hằng Nhạc phái nên mới muốn tới đây. Nếu không có lão tổ, Liễu Phong làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Mặc dù thiên tư của hắn rất tốt, nhưng nếu không có một lượng lớn linh khí thì làm sao mới có mấy năm đã có thể đột phá được?" Nữ tử họ Từ thản nhiên cười, chuyển đề tài hỏi: "Tam sư huynh, ta nhớ 4 năm trước nơi đây không giống như thế này. Tại sao mới có 4 năm lại có nhiều dị thú trong núi tới đây hít thở như vậy?" Trung niên nhân cúi đầu nhìn một chút, trầm ngâm nói: "Nơi này có chút khác lạ. 2 năm trước đột nhiên xuất hiện linh khí nên mới thu hút không ít dị thú. Từ sau đó, thi thoảng lại phát ra một chút linh khí khiến cho đám dị thú vẫn quanh quẩn không bỏ đi." Hai mắt thiếu niên chợt lóe lên một chút, nói: "Sư huynh, nơi này chẳng lẽ có bảo bối gì đó?" Trung niên nhân khẽ cười, nói: "Cũng có một số trưởng lão cảm nhận được nơi đây có bảo vật ra đời nên đến đây dò xét. Nhưng cuối cùng cho rằng đó là do linh huyệt dưới đất phát tán hoàn toàn bình thường, chẳng phải bảo vật nào hết." Thiếu niên có chút thất vọng, thì thào nói: "Đáng tiếc, nếu dưới đó có bảo bối thì tốt biết bao." Trung niên nhân không cười nổi, nói: "Được rồi, thời gian không còn sớm, ta bắt một con tinh thú có linh tính cao một chút rồi chúng ta trở về." Nói xong, thần thức của hắn lướt qua đám quái thú đông đảo trên mặt đất đã tìm thấy 7-8 con tinh thú. Đúng lúc này, đám dã thú đang hít thở trên mặt đất như bị thứ gì đó kinh động. Cả đám lập tức đứng dậy, thậm chí có con còn phát ra tiếng gầm nhẹ. Dần dần tiếng gầm càng lúc càng to. Cuối cùng, toàn bộ đám dã thú cùng quay mặt về phía vách đá, giống lên. Trung niên nhân giật mình, đang định nói với hai người bên cạnh rời khỏi đây thì đột nhiên một luồng thần thức khổng lồ chợt xuất hiện, quét qua một vòng. Trung niên nhân biến sắc. Với tu vi ngưng khí kỳ tầng thứ 12 của hắn mà vẫn bị thần thức của người đó nhìn thấu, không hề có chút phản ứng. Nữ tử họ Từ đứng bên cạnh hắn cũng tái mặt. Kiếm quang dưới chân thoáng cái mất đi linh khí, rơi xuống đất. Nàng sợ hãi hô lên một tiếng, ôm thiếu niên rơi từ trên không trung xuống. Trung niên nhân cũng suýt nữa thì không thể khống chế được kiếm quang dưới chân. Hắn xuất toàn bộ khí lực, nhanh chóng lao tới, nắm hai người đang rơi xuống đất. Do phải cố gắng quá sức nên toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi. Sau khi đáp xuống đất, hắn lập tức ôm quyền, cung kính nói: "Vãn bối là Lịch Hải,
đệ tử của Huyền Đạo Tông. Không biết tiền bối ở đây tiềm tu, mạo muội đến quấy rầy, xin thứ tội. Nữ tử họ Từ cũng tỉnh táo lại, vừa rồi luồng thần thức khiến cho nàng chấn động tâm thần, vội vàng cung kính nói: "Vãn bối Từ Phi, đệ tử của Huyền Đạo Tông." Lúc này, thiếu niên tái mét mặt, đứng sau nữ tử, bám chặt lấy gấu áo, không dám nói tiếng nào. Đám dã thú trên mặt đất cảm nhận được có thần thức quét qua, ánh mắt liền lộ vẻ sợ hãi, quỳ rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. "Huyền Đạo Tông!" Một âm thanh tang thương chậm chậm vang lên. Trung niên nhân thầm kêu khổ, nếu hắn chỉ có một mình thì khi thấy chuyện không hay đã nhanh chóng thoát đi. Nhưng bây giờ còn có sư muội và tiểu sư đệ ở đây, nếu mình bỏ chạy thì sau này chắc chắn sẽ bị sư phụ truy cứu. Bây giờ chỉ hy vọng đối phương e ngại Huyền Đạo Tông ở gần đây, hơn nữa ba người bọn họ cũng chưa làm gì quá mức. Đối phương nói một câu xong lại im lặng, trái tim trung niên nhân đập thình thịch, liền cắn răng một cái, thầm nghĩ tính mạng là quan trọng. Nếu đối phương hạ sát thủ, hắn chẳng quản đến người khác, bảo vệ mình trước. Mồ hôi chảy đầy trán nữ tử họ Từ, trong lòng vô cùng lo lắng. Mắt thấy khuôn mặt luôn bình tĩnh của Tam sư huynh cũng không còn chút máu, nàng lại càng thêm sợ hãi. Do dự một lúc liền cố gắng mở miệng nói, tiền bối, vãn bối thấy vẫn chưa gây ra chuyện gì với ngài. Ngài. Chưa đợi nàng nói dứt, thanh âm tang thương đó chợt kêu lên một tiếng kinh ngạc, sau đó ngập ngừng hỏi, vừa rồi ngươi nói mình họ Từ. Nữ tử họ Từ ngẩn người, cung kính nói, đệ tử họ Từ. Thanh âm đó lại trầm mặc một lúc, sau đó phát ra một tiếng thở dài, nói, ngươi đi đi. Nói xong, trên bầu trời chợt xuất hiện dị tượng, giống như có một bàn tay vô hình phẩy một cái, nhất thời ba người không tự chủ được bị cuốn ra thật xa. Trung niên nhân tái nhợt mặt mày, trong lòng kinh hãi. Vừa rồi, trong nháy mắt, toàn thân hắn như bị một thứ gì đó giam cầm, không thể phản kháng. Nếu đối phương thực sự có sát tâm thì hắn chết chắc. Quá sợ hãi, hắn không nói lời nào, nắm lấy sư đệ và sư muội, nhanh chóng chạy đi. Hắn lo đối phương lật lọng vội dùng hết sức hóa thành một đạo cầu vồng biến mất nơi chân trời. Sau khi ba người bỏ đi, trên vách đá chợt phát ra một âm thanh nhỏ. Sau đó, một tảng đá lớn bị đẩy lệch sang một bên, lộ ra một cái động tối om. Một nam tử có mái tóc dài đến lưng, chậm rãi bước ra. Khuôn mặt hắn trắng bóc, hai mắt lấp lánh có thần. Sau khi hắn đi ra khỏi động, tất cả đám quái thú đang quỳ trên mặt đất vội rên rỉ, ánh mắt cầu xin tha thứ. Nam tử tóc dài ước chừng 20 tuổi, ánh mắt lạnh như băng, đảo mắt liếc đám dã thú một cái cũng không nói gì. Sau đó, hắn lại đưa mắt nhìn Hằng Nhạc Phong xa xa, trong lòng có chút cảm khái. Hắn đúng là Vương Lâm đã bế quan suốt 4 năm. Ngưng khí kỳ đã viên mãn từ lâu, nhưng muốn đạt tới trúc cơ kỳ quả thật quá gian nan. Thử vô số lần mà vẫn không đê ơ. Từ Đồ, ngươi nói phương pháp đó thực sự có thể trúc cơ thành công. Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp, lẩm bẩm. Đúng thế, ngươi quyết định sử dụng phương pháp của ta. Từ Đồ Nam đắc ý cười, tiếp tục nói. Ta đã khuyên ngươi từ trước là trúc cơ tuy khó khăn, nhưng chỉ cần theo phương pháp của ta là có thể thành công. Hàn quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên, nói. Nhưng với tu vi của ta không thể đánh bại được cao thủ trúc cơ kỳ chứ chưa nói tới bắt sống. Từ Đồ Nam cười ha hả, nói. Việc này thì ngươi yên tâm. Có ta ở đây, để cho ngươi trúc cơ thành công thì cùng lắm ta tái hợp một lần. Chỉ cần ngươi cho ta một cơ hội, ta sẽ giúp ngươi bắt đối phương. Có điều, ngươi nên tìm một người vừa mới trúc cơ thành công mà xuống tay thì ta mới không lãng phí quá nhiều tinh hoa nguyên anh. Vương Lâm trầm ngâm một chút, thở dài, cười khổ nói. Từ Đồ, pháp thuật đoạt cơ này quá ác độc. Nó thuần túy là hại người lợi mình. Người bị đoạt cơ chắc chắn phải chết. Ngươi đó, ta đã khuyên ngươi bao nhiêu lần rằng tu chân giới quan trọng nhất là thực lực. Cái chuyện hại người lợi mình đó ngươi cứ để ý tới thì làm sao mà có thể đạt tới anh biến kỳ. Nếu ngươi không muốn sử dụng phương pháp của ta cũng được. Nếu ngươi có thể tìm được tài liệu mộc thuộc tính để thăng cấp cho nghịch thiên châu. Đến lúc đó dùng linh khí mộc thuộc tính tu luyện cũng đủ để trúc cơ. Hoặc là có một cao thủ viên anh kỳ giúp ngươi. Nếu không đừng có hy vọng nữa. Từ Đồ Nam bất mãn nói. Vương Lâm trầm mặc một lúc rồi nói. Không biết người khác làm thế nào thì trúc cơ thành công. Đơn giản, nếu trong một môn phái thì chỉ cần có một cao thủ nguyên anh kỳ cũng có thể dùng tu vi của mình trợ giúp đệ tử trúc cơ. Nếu lão phu còn thân thể thì cũng có thể giúp ngươi. Ở đất nước chúng ta, người có tu vi viên anh kỳ, mặc dù không có nhiều lắm nhưng cũng đủ giúp đệ tử môn phái hoàn thành quá trình trúc cơ. Đến đây thì cũng khép lại tập 24 Tiên Nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.